Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 2 tháng Chạp, tức là Chủ nhật, là ngày thường lệ của chúng ta giảng Pháp tại Tịnh Xá Ngọc Vân đây. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Và tôi xin nhắc lại, tôi ở đây chỉ giảng 45 phút, còn 1 tiếng 15 phút chúng ta trả bài cũ. Thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, bây giờ bắt đầu đi sâu vào bài kinh 66, là bài kinh thâm thúy nhất mà Đức Phật thuyết. Thì Hòa Thượng Minh Châu ghi lại là 60 vị tỳ kheo lập tức đắc quả A-la-hán liền tại đó. Rồi sau đó Xá Lợi Phất thuyết lần thứ hai nữa cũng đắc 60 vị. Rồi sau đó lần thứ ba, không biết tỳ kheo nào đó, tiếng Pali tôi không rành, thuyết một lần thứ ba không biết pháp hội bao nhiêu mà đắc tới 10.000 vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy bài kinh quá thật là hy hữu và thâm thúy. Cái chiều sâu của nó có thể đưa đến quả A-la-hán. Và theo Phật giáo Đại Thừa thì A-la-hán là phải phát Bồ Đề Tâm để đi tới Như Lai. Thì bài kinh này nếu chúng ta giảng sâu thì cũng nằm Như Lai ở trong đó. Thì đại khái Phật giáo từ xưa giờ có hai cái thôi. Một cái là A-la-hán và một cái là Như Lai. Mà chúng ta thấy bất cứ trong kinh nào, nếu chúng ta ngắm cái cốt lõi, thì cốt lõi là 15 mạng chúng sanh. Cũng như chúng ta thấy Huệ Năng Quyền Giác bắt đầu đọc hai câu hỏi cũng là A-la-hán và Như Lai. Làm sao để chấm dứt sanh tử? Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì sanh tử mà chấm dứt thì tức quả là án. Mà vô thường của sát na thì không thể chấm dứt được, phải tùy thuận với nó. Thì đó là Như Lai. Còn trong Kinh Kim Cang cũng có hai câu đó thôi. Tu Bồ Đề hỏi Phật, Như Hà an trụ kỳ tâm, Như Hà hàng phục kỳ tâm. Thì an trụ kỳ tâm là A-la-hán, mà hàng phục kỳ tâm là Bồ-Tát và chư Như Lai. Thì chúng ta thấy qua bài kinh mà Bồ Đề Đạt Ma Lương Võ Đế cũng vậy thôi. Thì thần quan mà gặp tới Bồ Đề Đạt Ma rồi thì ngài muốn làm Phật thôi. Thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời muốn làm Phật đó, ông phải phải làm được hai điều. Một là nhẫn những điều khó nhẫn, hai là phải làm những việc khó làm. Nhẫn những điều khó nhẫn là không có người nhẫn, không có đối tượng nhẫn và không tất cả pháp môn nhẫn, tức là tam lưng không tịch. Thì đó là A-la-hán. Còn làm được những điều khó làm là trong cõi đời này vô lượng chúng sanh, vô lượng căn cơ, mà mỗi căn cơ khác nhau, thì các con phải dấn thân lặn lội vào đó làm tất cả Phật sự thì mới thành Như Lai được. Độ vô lượng chúng sanh trong vô lượng kiếp mà không có chúng sanh nào được độ, và không có người độ, và không có pháp môn, mà vẫn có chúng sanh, vẫn có pháp môn, vẫn có người độ dài dài thì mới có thể làm Như Lai được. Thì đại khái đạo Phật là cái cốt lõi chỗ đó. Thành ra tôi muốn nói cốt lõi là cái cuối cùng, cái khó nhất mà mỗi bài chúng ta phải nắm trở về đó. Thì cái đó là dường như cái sở trường của tôi. Còn tất cả những bài kinh Phật tử trả chỉ là trả cái dạng bài thôi, mà đi sâu vào cái dạng bài chi tiết thì chúng ta phải có một số vốn Phật Pháp rất nhiều và giảng đi vào chi tiết. Mà nếu giảng chi tiết rồi mình không trở về được cái dạng bài thì người nghe chớ giới không hiểu cái gì hết. Nhưng mà trở về dòng bài hay không thì cái đó tùy quý vị nghe, quý vị biết thôi. Còn mà trả cái dòng bài thì đa số trả rất giỏi. Rồi nắm cái cốt lõi thì tôi thấy không có nắm. Có hôm trước thì có cố gắng đó, còn nắm được một phần nào.
À, tức là đừng đặt vấn đề, mà hãy bắt đầu đặt vấn đề là một cái sai rồi, mà chấp nhận vấn đề mà trả lời vấn đề nữa thì càng dài dài. Thì tôi thấy có còn nắm được con đó nhưng mới một phần thôi. Tôi đặt cái bẫy gài đó, bị tôi đưa ra cái câu hỏi mà quý vị không thấy câu hỏi tôi là một cái bẫy. Tức là từ nay Bồ Đề Đạt Ma bác hết trơn những cái mà Lương Võ Đế đưa ra. 72 cảnh chùa, 3.000 tăng, có phước báo gì? Không có phước báo gì hết. Đệ nhất nhị thánh đế là gì? Không có thánh đế gì hết. Rồi ai đứng trước mặt trẫm đây? Không biết. Thì Ngài dứt hết tất cả. Vạn duyên buông hết, một niệm không sanh. Mà nếu chấp nhận vấn đề của Lương Võ Đế rồi thì giải quyết dài dài. Đó là cái vấn đề thế giới bây giờ. Thế giới bây giờ đang đứng trên cái núi lửa, đang phập phồng lo sợ, không biết ngày nào sẽ tận thế đây. Thì hôm trước là quý vị nghe trên trên mạng, thế giới là mấy nhà chiêm tinh đại tài nhất thế giới đã tuyên bố là 21 tháng 12. Quý vị phập phồng lo sợ tội giới rất nhiều. Hỏi tôi là ngày đó có thiệt hay không sư, và có chết hay không. Tôi nói nếu ngày đó mà có thiệt thì để mình bà sống bà chịu, mình cô sống cô chịu, người ta chết hết. Mình sống là sống giới, sống cùng. Mà vấn đề chết thì ai không chết. Nhưng mà có một cái khê không hề chết. Con người nó nhận được là mình không bao giờ chết. Chỉ có vấn đề thay đổi cái hình thức, cái xác thân thôi. Chứ có linh hồn mà làm sao chết được. Mà linh hồn là cái gì? Đó là một vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật. Nắm được linh hồn là nắm được tất cả. Nhưng mà tôi nói linh hồn của Đạo Phật á, tức là ai lại ra thức á, chứ không phải linh hồn là một cái khối mà cố định xuất ra xác thân này nhập vào xác thân khác. Đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Linh hồn cũng vẫn thay đổi, mà lại là thay đổi từng sát na. Thì tôi thường ví dụ giống như cái dòng nước vậy. Còn xác thân mình đó là những cái lượng sống, thì cái lượng sống nó nương vào cái dòng nước nên nó phát hiện cái tướng. Mà hãy có tướng là có không gian, mà linh hồn thì nó không có không gian, nó chỉ có cái dòng nước chảy, tức là có cái thời gian, tức là có cái nhận thức tuyệt đối. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại bài kinh 66 để chúng ta đi sâu vào đó, để rồi từ nay còn nhiều vấn đề rối rắm mà các vị tổ, nhất là thời buổi này cả thế giới đang lao sao. Thì qua 21 tháng 12 rồi đâu có xảy ra cái gì đâu. Mà thật sự không xảy ra, thật sự không xảy ra không? Chưa chắc. Hôm trước đó thì bên Thiên Chúa, Đức Chúa tuyên bố năm 2000 là tận thế. Thì cũng có một số thọ giới, và nhất là con chiên bên Công giáo vô hỏi tôi, Chúa tuyên bố gì có tận thế không sư? Thì câu hỏi cũng như câu hỏi 21 tháng 12 thôi. Tôi nói có thể tận, có thể không, có thể tận thế trước, có thể tận thế sau, và có thể không bao giờ xảy ra. Quý vị biết tại sao không? Mình phải tìm cái gốc. Cái tận thế hay không là do chúng sanh, chứ không phải ông trời nào sắp đặt hết. Thế mình ác quá, tạo cái nhân quả của cái cộng nghiệp 6 tỷ người nào quá ác. Thế ác, cái nhân ác thì cái quả phải ác. Quả ác là gì? Là phải tận thế, chết hết. Còn nếu mà phân nửa ác, phân nửa thiện thì chết số người ác, số người thiện còn sống. Còn nếu số người ác mà quay đầu, 6 tỷ người mà trên 4 tỷ, 5 tỷ mà biết quay đầu trở lại thì không xảy ra. Và nếu 6 tỷ người đều tu hết thì không bao giờ có xảy ra vấn đề tận thế. Còn 6 tỷ mà hơn 4, 5 tỷ mà làm ác tiếp tục nữa thì tận thế tới trước thôi. Thì tất cả do cái cộng nghiệp của chúng ta. Mà cộng nghiệp là gì? Là do từng cá nhân tạo thành. Như vậy là cá nhân là quan trọng hết, mình là quan trọng hơn hết. Mình cứ hỏi mình đi, có tận thế hay không? Nếu mình làm ác thì tận thế trước ngày đó. Còn mình làm thiện thì có thể không tận thế, mà tất cả đều làm thiện, không bao giờ có xảy ra vấn đề tận thế. Rồi có Phật tử hơi thông minh hơn,
Một mình con làm sao mà cứu cả 6 tỷ người trên thế giới sư? Tôi nói ông là cái gì ông biết không? Nếu mà ông tu đó thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình ông trước tiên. Rồi gia đình ông tu sẽ ảnh hưởng tới những gia đình lân cận. Tức là trong một cái xã hội, mà cái xã hội mà tu hết thì ảnh hưởng tới một cái tỉnh. Mà tỉnh tu thì ảnh hưởng tới cả quốc gia nước Việt Nam. Mà nước Việt Nam thì ảnh hưởng tới vô lượng nhiều cái nước trên thế giới. Mà nhiều nước tu thì thành một cái thế giới. Thành ra trong đó cá nhân là quan trọng hơn hết. Thành ra Khổng Tử cũng thường nói giống giống là dục bình thiên hạ, muốn mà cai trị thiên hạ thì tiên trị kỳ quốc, phải trước tiên là làm sao ổn trong nước nhà mình trước. Mà dục trị kỳ quốc thì tiên tề kỳ gia, phải làm sao sửa cái gia đình mình trước hết. Dục tề kỳ gia thì tiên chánh kỳ thân, mà dục chánh kỳ thân thì tiên thành kỳ ý. Thành ra thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thì đạo Phật cũng vậy đó. Thành ra cái con người của mình là quan trọng nhất trong thế giới này. Bởi vì mình sống là sống chung, sống giới, sống cộng đồng. Mà bây giờ mình không độ được chúng sanh thì làm sao? Nếu cái định lực mình yếu thì mình làm sao chuyển nghiệp được? Cái đó đạo Phật kêu là chuyển nghiệp. Định lực yếu thì thế giới này phải tiêu diệt, phải tận thế thôi. Nhưng mà cái linh hồn mình đâu có chết, thì nó sẽ sanh về cái cõi nghiệp mới là các cõi trời, cõi sung sướng hơn, hoặc là về cõi Phật. Thì đâu có mất đâu mà sợ. Cũng như chúng ta coi trong kinh thấy ở đó có một vị tỳ kheo cũng là nhà chiêm tinh đại tài. Tối ông ngồi thiền, ông coi những cái thiên văn, ông thấy là cái chỗ Đức Phật với tỳ kheo ở đây rồi sẽ hạn hán 10 năm. Ông nói chết rồi, nếu 10 năm thì chúng tỳ kheo 1.250 vậy làm sao sống. Sáng ông bạch Đức Thế Tôn ở đây, Đức Thế Tôn đi ở đây hạn hán tới 10 năm thì chết đói. Vì chư tỳ kheo đông quá làm sao đi xin ăn, ai độ cho đủ. Đức Phật cười, nói ông coi lại coi. Nếu con coi tiên văn là đại tài hả Đức Thế Tôn, ngoài đời là con là coi chiêm tinh đại tài đó, coi sao coi hạn của tất cả chúng sanh. Thì tối ông coi lại thì còn có 6 năm. Con nói sao kỳ vậy cả, mình coi không lầm mà. Sáng bạch Đức Thế Tôn còn 6 năm hạn hán. Sao con hồi đó giờ không từng coi sai? Thì Đức Thế Tôn cũng phải đi, cho đây đông quá 6 năm thì cũng chết. Rồi Đức Phật nói ông coi lại coi. Thì tối ông coi lại, ông thấy còn có 6 tháng rồi. Ông nói trời sao kỳ vậy cả, mình chưa từng mà thấy được cái vụ này. Tại không lẽ mình coi trật. Rồi ông mới coi lại nữa 6 tháng. Thì ông bạch Đức Thế Tôn nói giờ 6 tháng. Thì bạch Đức Thế Tôn, tại sao con chưa từng coi trật mà tại sao coi trật? Ông nói do cái từ lực của Như Lai mà cải sửa được nó. Thì ông biết là do Đức Phật cái từ lực Ngài làm cho ở đây cái nghiệp 10 năm xuống còn 6 năm, còn cuốn còn 6 tháng. Hỏi bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn không cho qua hết cái nghiệp, đừng có hạn hán? Đức Thế Tôn mới trả lời, ta có thể làm được. Nếu làm được cái đó thì ta không phải là Như Lai nữa. Chúng sanh ở đây ác, nếu mà quá sung sướng nó không chịu tu, mà nếu quá cực khổ ta mà cho nó hạn hán mà 10 năm thì khổ quá nó không tu nó chết hết. Ta cho nó vừa vừa để nó biết là 6 tháng cái khổ sở thì chưa đến độ chết nhiều, chỉ chết mấy người ác thôi, còn mấy người thiện với mấy người mà vừa vừa thì hồi đầu trở lại tu. Thì chúng ta biết là cái gì, cái cõi đời nào cũng độ người thượng căn trung căn, còn những người quá ngu si thì đành phải chịu thôi. Đức Phật ra đời đâu phải là độ hết. Chúng ta thấy ông Vua Lưu Ly mà đem quân giết dòng họ Thích, Phật cản 3 lần thì cũng đâu có được, để dòng họ Thích 500 người chết hết trơn. Đức Phật đâu có đi đánh giặc, không có vụ đâu. Thì Ngài thấy cái nhân quả nó ra chín mùi thì phải để vậy thôi. Vua A Xà Thế mà giết Tần Bà Sa La là đệ tử ruột của Đức Phật, Ngài biết có lúc Ngài còn sống đó, mà Ngài cũng để vậy thôi.
Rồi bà Di Đề Hy mới bị là A Xà Thế là con ruột đó, con ruột của bà Di Đề Hy và con ruột của Tần Bà Xá Lợi. Sau khi giết cha xong rồi là nhốt mẹ vào lãnh cung. Vì người mẹ vô cho ông chồng mình ăn là thoa mật ong đó vào mình rồi vô đó cạo cho ông chồng ăn, thành ra sống 1 tháng mấy không chết. À, sao thế cho người võ thám tại sao mà nhốt cha 1 tháng mấy 2 tháng mà không cho ăn uống gì mà lại sống, thì vô mới biết là bà Di Đề Hy vô thăm không có mang gì theo. Bữa ai sao thế cho xét kỹ là không cho mang gì theo hết, thì vô mới thấy bà cởi áo ra, bà mới cạo những cái chất đề hồ nó bổ lắm cho vua ăn. Cái đó bổ thì vua đâu có chết. Mới vô bạch A Xà Thế, Xà Thế dạy nhốt mẹ, tính chém liền nữa, giết luôn mẹ. Thì các quan lớn mới cản nó, chưa giờ người ta giết cha chứ chưa ai giết mẹ bao giờ. Cái công của mẹ nó lớn lao hơn trời biển, hơn cha nữa. Mang nặng đẻ đau. Thấy không? 3 năm bồng ẩm, 9 tháng, 10 tháng cưu mang. Rồi phải nuôi con cho lớn, từ lớn tới nhỏ, công lao vô cùng, chưa mà ai giết mẹ bao giờ. Chứ A Xà Thế là sợ, vì các quan nói nếu mà nhà vua giết mẹ, tụi tôi sẽ phản bệ hạ. Đập cái tay vô cái vua, như là tụi tôi sẽ phản bệ hạ, tụi tôi sẽ chống lại bệ hạ. Nhà vua sợ mới cho giam vô dãnh cung. Thì chúng ta thấy là cái Du Lan Bồn là cái chuyện mà cái báo hiếu cho cha mẹ. Thì trong tội ngũ nghịch là cái tội lớn nhất của Phật giáo đó. Thì giết cha mẹ là 1 trong 5 tội đó. Giết cha mẹ, giết A-la-hán là mình Phật quá, và phá hòa hiệp tăng là 5 cái tội nặng nhất, xuống địa ngục vô gián. Đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu lần mới tiến qua được. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi cũng nhắc lại là chúng ta nghe giảng bài kinh 66 xong, rồi chúng ta sẽ trả lời 10 câu hỏi trong đó. Thì tôi năn nỉ tất cả, mà nói năn nỉ cũng như tôi bắt buộc vào đó. Vì cái này là cái sanh mạng của quý vị. Phải học thuộc bài kinh 66 thì mới gì chắc có hết rồi. Thì nó có 6 phần trong này. Chúng ta học thuộc trước thì dễ thôi, trả theo có thuộc lòng. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu đi vào câu thứ nhất, tức là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Điểm gặp gỡ có 3 pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thì như thế nào là nhãn thức, như thế nào là nhãn xúc, như thế nào là nhãn thọ, và như thế nào là nhãn ái? Thì quý vị phải trả bài này. Tôi sẽ giảng, rồi quý vị nghe, rồi về quý vị nhớ lại. Nếu có đĩa thì quý vị nghe đĩa nhiều lần, rồi quý vị tự làm lấy. Rồi quý vị phải học thuộc lòng. Và cái căn mắt cũng phải cho 1 hoặc 2 thí dụ, không có lấy thí dụ của tôi ạ. Rồi cái căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, mỗi vị phải cho thí dụ khác nhau. Ví dụ thì rất nhiều cuộc sống mình à. Cũng như giờ con mắt tôi tiếp xúc với cái máy quay phim, thì như thế nào là nhãn thức, như thế nào là nhãn xúc, như thế nào là nhãn thọ, như thế nào là nhãn ái, thì mình phải cho biết. Tôi sẽ giảng ở đây rồi quý vị nghe. Rồi khi có lỗ tai mà nghe tiếng gà gáy thì như thế nào là nhĩ thức, như thế nào nhĩ xúc, như thế nào nhĩ thọ, như thế nào nhĩ ái. Một khi nghe tiếng chim hót, nghe tiếng người nói, chúng ta lấy vô lượng thí dụ, muốn bao nhiêu cũng được. Thì cái đó là cái linh động của mỗi người. Còn cái thứ ba là mũi nhử mùi hương. Ví dụ đây có ai thắp cái nhang trầm mới bay lên, thì đó là cái lỗ mũi tiếp xúc với mùi hương. Thì như thế nào là tỷ thức, như thế nào là tỷ xúc, như thế nào là tỷ thọ, như thế nào là tỷ ái. Chúng ta phải cho thí dụ. Chúng ta rồi thí dụ này chúng ta phải học thuộc lòng, chứ không có đem giấy đọc, mặc dầu mình làm. Để chi vậy? Để khi ngồi thiền đó mình ọc nó ra, mình nhơi lại cho nó nghiền ngẫm. Rồi khi mình tiếp xúc, con mắt tiếp xúc sự vật, thì mình thấy cái tiến trình năm uẩn này nó diễn hiện ra. Rồi khi có lỗ tai nghe tiếng thì mình nhờ mình học thuộc lòng rồi, thì cái diễn biến của lỗ tai nó hiện ra.
Khi cái lỗ mũi mà ngửi cái mùi thơm mùi thúi thì cái diễn biến năm quẩn này hiện ra. Khi cái lưỡi mà xúc chạm đi, thí dụ mình ăn có món đó đồ ngọt, thì khi cái lưỡi mình tiếp xúc với cục đường thì như thế nào là tỷ thức, như thế nào là tỷ xúc, như thế nào là tỷ thọ, như thế nào là tỷ ái, thì mình phải cho thí dụ mà học thuộc lòng. Khi thuộc lòng rồi, khi mình đụng chạm với sự vật thì cái ai lại ra mình cung cấp chất liệu cho tư tưởng, tư tưởng sẽ phân biệt liền. Mà nếu phân biệt mình thấy cái này ác thì mình phải cải sửa. Mà nếu mình không biết gì hết thì hiện tại mình tiếp xúc, mắt tiếp xúc sự vật, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với cái mùi, cái lưỡi tiếp xúc các vị mà không hay biết gì hết thì hiện giờ mình đang ở địa ngục. Cái đạo Phật nó rõ ràng như vậy đó, ngay cái cuộc sống của mình. Thành ra cái này tôi muốn quý vị phải học thuộc lòng, để quý vị đừng có chìm đắm trong địa ngục nữa. Bây giờ địa ngục thì chết rồi, sánh gì địa ngục. Bây giờ thân người, nhưng mà cái tâm là cái hiểu biết của mình, cái linh hồn mình là địa ngục. Thì tôi đã nói cái linh hồn không bao giờ chết, nó như cái dòng nước nó chảy liên tục đời đời kiếp kiếp. Dầu có đắc quả La Hán, dầu có đắc quả Như Lai thì cái linh hồn vẫn tiếp tục như vậy hoài. Nó sanh rồi nó diệt, diệt rồi nó sanh rồi nó diệt. Nó là sát na, không có cái không gian, nó chỉ có một cái khe hở của nó thôi. Sanh diệt nó liên tục trôi chảy mãi. Thì khi đắc quả La Hán rồi thì cái dòng A Lại Gia này vẫn tiếp tục. Nhưng mà A Lại Gia nhập diệt thọ tưởng định thì cái sống không có nữa, tức là cái hình tướng của mình không có nữa. Còn khi các ngài hiện thân đã giáo hóa thì cái sống vẫn có, như tường nó vẫn mượn cái A Lại Gia nó phát hiện. Nhưng mà là A La Hán thấy sống này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà sống nó là cái cộng nghiệp của chúng sanh, nó khác ở chỗ đó. À, quý vị đi. Thành ra khi quý vị nhận được cái lượng sống này, lượng sống có xác thân, không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì quý vị là nhập lưu. Còn quý vị cho cái lượng sống xác thân này, cái đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm là ta là của ta, thì quý vị kẹt vào cõi ngạ quỷ, nếu quý vị nhận cái cảm giác. Còn nó kẹt vào cõi súc sanh là nhận cái tư tưởng. Thì chút nữa tôi sẽ giảng về cái đó. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nó khó à. Nó khó là nó đứng đi từng chi tiết. Đòi hỏi chúng ta phải phân biệt từng chi tiết. Tôi phải nghiền ngẫm để tôi giảng đây. Tôi tới tôi thấy tôi nói được rồi. Nhưng mà khi nói ra tôi cũng vẫn lộn như thường. Bị nó quá chi tiết. Chính là xác thân của tôi đấy mà tôi học bài vở rất nhiều mà tôi thấy khó nói. Thành ra cái câu này tôi sẽ kêu những người giỏi trả trước, để những người dở dựa vào đó lấy cái kinh nghiệm. Ít nhất cũng 5-7 lần, 7-8 lần thì bắt đầu mới tới những người dở. Mấy người giỏi đây bây giờ đa số rất nhiều. Mà tôi rất tiếc, tôi nói tiếc rồi. Mấy ông Thiện Nam làm biếng quá. Cái số giỏi rất ít, mà mấy cô lại giỏi rất nhiều. Cái thời này dường như là âm tịnh mà dương si. Thành ra tôi tiếc là bên nữ thì đa số là rất giỏi, rất chịu cực khổ để học hỏi giáo pháp. Thì tôi đã nói rồi, giáo pháp mà học một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, mà quý vị không hiểu được tôi xin chịu tội. Cũng giống như mình đi học vậy. Mà thưa con học cái này mà con thấy con hay quên hoài. Tôi nói làm biếng, nó con cố gắng mà làm biếng gì chứ. Làm biếng là không dám bền bỉ. Tôi đã nói rồi, cái tu là do cái bền. Làm một lần không được thì 10 cũng không nhớ, 100 lần, một lần không được thì 1000 lần. Mà quý vị không thuộc tôi xin chịu tội. Nhưng mà coi chừng nghe qua tới đạo Phật là khác. Cái này là đạo trời, đạo tiên. Người không chí như thiền có ý chí làm bền bỉ hoài thì vô sự bất thành, không có việc gì mà không làm được hết. Nhưng mà làm Phật là không được. Cái đó là chúng tôi sẽ xin nói riêng. Bây giờ chúng ta chỉ nói tới từ địa ngục tiến lên cõi trời, dục giới trời, sắc giới trời, vô sắc tới phi tưởng là tương tự tương đương như Như Lai. Tới đó thôi.
Còn cái vấn đề kia là chúng ta giảng cách khác nữa. Cái đạo Phật nó khó ở chỗ đó. Thành ra từ Thái tử Si Đạt Ta về trước là chưa có đạo Phật. Chỉ khi mà Ngài giảng, Ngài ngồi thiền 49 ngày ở nơi dòng sông Ni Liên, thì Ngài mới giảng cái bài mà sư tử đóng. Từ nay đạo Phật là Chúa Sư Tử, tức là Chúa Sơn Lâm. Trong rừng núi đó thì biết bao nhiêu con thú, nhưng mà con sư tử là chúa tể nhất. Chúa tể là sao? Cái tiếng rống nó là tất cả các loài thú đều sợ hết trơn, tức chết giấc. Thành ra nó đi ăn rất dễ dàng. Cái này là trong kinh, là chứ tôi không biết, tôi không có trong rừng, tôi thấy con sư tử ở trong rừng thú thôi. Nó đói bụng nó ra, nó đứng ở trên đỉnh núi cao ha, nó rống một tiếng rống của nó là con khỉ ở trên cây cũng rớt xuống đất chết rồi, chết giấc á. Còn con chim mấy con gì đó cũng ngã xuống ha, con do con beo con này con kia cũng ngã xuống chết chắc hết. Rồi nó đi chậm rãi chệm chỉnh chệ không, nó ra nó ăn từng con từng no bụng nó mới trở về. Chỉ 15 20 phút sau mấy con thú nó mới tỉnh dậy mới chạy, con nào còn sống thì tỉnh, con nào bị ăn rồi thì thôi. Thành ra con sư tử không bao giờ đi đi kiếm mồi, chỉ rống một cái là có mồi thôi. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Thành ra sư tử là oai nhất trong tất cả loài thú, kêu là Chúa Sơn Lâm. Lâm là rừng, sơn là núi, rừng núi là con sư tử. Đực đó là nó chúa tể. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì đạo Phật là đạo chúa tể. Chúa gồm thâu hết tất cả các tôn giáo, 62 tôn giáo thì nằm ở dưới, đều trở về đạo Phật hết, nếu muốn giải thoát. Còn nếu lẫn quẩn thì có cao có thấp. Mà đạo Phật thì không có vấn đề cao, không có vấn đề thấp, là cái chỗ sanh ra tất cả các tôn giáo, tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp, rồi cũng phải trở về vạn vật chúng sanh và các pháp. Đó là cái cốt lõi của Phật Thích Ca, mà cũng là cái cốt lõi của tôi muốn nói. Quý vị phải gom về cái đó. Thành ra tôi là nghiền ngẫm có đó 40 mấy năm trời, tôi nắm có đó bài giảng nào, rồi cuối cùng tôi cũng gom thì có chóp chạy về cái cốt lõi, tức là A-la-hán và Như Lai. Mà con đường đi A-la-hán là như thế nào, con đường đi của Như Lai là như thế nào, đó là một vấn đề khó khăn nhức nhối nhất cho chúng ta. Con đường đi La-hán thì tương đối tôi có thể giảng được, còn từ A-la-hán phát Bồ Đề Tâm thì tôi đầu hàng ạ. Cái đó thì hơi khó, cái đó thì thập địa thinh văn, thập địa duyên giác, thập địa Bồ Tát thì tôi không mới rành cái đó. Tôi đọc tôi thấy tôi có thể giảng thuộc lòng được, nhưng mà cho rõ ràng và có thể mình tu thực hành thì tôi xin đầu hàng. Còn A La Hán thì tôi có thể giảng tương đối rõ ràng, chúng ta có thể thực hành hạ thủ được, nhưng mà xin thưa là tôi chưa đắc quả ạ. Tôi xin nói trước. Và trong cái trả bài của quý vị, quý vị nhớ nhớ trong trong kinh cổ đức có kể câu chuyện mà Tử Kỉnh mà nuôi gà đá độ đó, thì con gà chính là chúng ta là mỗi con gà đó. Thì ông vua mua một con, ông vua rất thích là chơi gà gà đá độ. Thành ra ông kiếm con gà nào mà mạnh mẽ nhất để mà ông chọi với tất cả mọi con gà khác. Thì có người đem đến con gà bán cho ông với giá rất đắt, nó con gà này rất giỏi. Nhưng mà ông sợ ra đá thua mấy cái nước khác, mấy cái con gà khác thì ông mất mặt. Thành ông hỏi Tử Kính, bây giờ nuôi gà làm sao cho nó đá luôn luôn thắng, bách chiến bách thắng, trăm trận đánh đều trăm trận thắng hết, thì giao cho Tử Kính đó là làm sao nuôi được. Thì 7 bữa sau nhà vua mới đến hỏi Tử Kính, con gà có thể đá được chưa? Tử Kính nó chưa đâu. Nói tại sao vậy? Nó còn hăng quá, nó nghe mấy con gà khác gáy nó gáy theo, tức là nó còn muốn kiếm để nó đá độ đó. Thì mấy con này là đá không có giỏi, và cái tiếng gáy của nó cục ngủng à, thì cái hơi của nó rất là yếu. Ví dụ gáy thì con gà này yếu xìu à, mà nó kêu 1 tiếng thì khá, 2 tiếng 3 tiếng rồi con gà này cái khí rất mạnh,
Cũng như chúng ta thấy cái hơi thở quý vị mạnh đó thì quý vị mạnh. Còn hơi thở yếu xìu là quý vị thường thường thở tới phổi à. Chúng ta phải thở sâu xuống rút. Bữa nay đây có con Liên Hiếu vậy, nó yếu xìu à. Nó trả bài chút xíu đâu, 15-20 phút rồi đây thì là nó mệt rồi. Thì chúng ta phải tập cái hơi thở bên tiên, nó lấy cái khí làm gốc. Tinh khí mới thành. Tinh là cái tinh ba cho mạnh, mà nhờ cái khí, là cái khí mới kết thành cái thành. Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Chứ bên tiên với bên Phật thì nó hơi khác chút. Tiên là hiện thân, sống lâu cả trăm, cả triệu, cả tỷ tuổi. Còn Đức Phật thì cái sống lâu không quan trọng, mà cái đắc quả mới là quan trọng. Mà đắc quả rồi mình muốn sống bao lâu cũng được, khỏi cần luyện thân. Bởi vì kinh khí thần thì cái thần là quan trọng nhất, cái thần là cái đạo quả đấy. Mà luyện cái tinh mà quá mạnh xong rồi mà cái thần không vững rồi, có cái tâm mà khởi dâm dục rồi thì cái thân nó tiêu hết. Thành ra bên tiên nó chặt cái chỗ đó. Chỉ có đạo Phật là luyện lấy cái huệ. Giới định tuệ đạo Phật nắm cái huệ, duy tuệ thiện nghiệp. Thành ra chúng ta cũng như muốn giảng sanh thì có cái gì? Là tính hành nguyện, nắm cái nguyện thôi. Còn A-la-hán thì cái báo thân là niết bàn tịch tịnh, cái ứng quả thân là tùy thuận chúng sanh. Rồi khi tùy thuận xong rồi cái ứng quả thân với cái báo thân bằng nhau thì đó kêu là pháp thân. Thì chỉ nắm cái pháp thân thôi. Mà muốn nắm pháp thân thì phải qua cái báo thân trước, là A-la-hán rồi mới tới Như Lai, phát Bồ Đề Tâm mới ra Như Lai được. Thời đại khái là vậy. Thành ra cái cốt lõi của tôi là báo thân và pháp thân. Mà báo thân muốn thành pháp thân thì phải phát Bồ Đề Tâm. Mà chưa được cái báo thân phát Bồ Đề Tâm thì dậm chân một chỗ. Còn chưa có báo thân nữa mà phát Bồ Đề Tâm, đó là Bồ Tát Dũng, luân hồi sanh tử liền. Tức là nhất bất biến thì mới dám tùy duyên. Mà bất biến có 1/4 có thể tùy duyên, nhưng mà xa đọa về cõi người trời, vĩnh viễn 4 đường ác không xa đọa nữa. Còn 2/4 thì xa đọa về cõi người trời dục giới, cõi sắc giới, sơ nhị tam thiền, nhưng mà vĩnh viễn 4 đường ác và sơ và người trời dục giới không xa đọa xuống đó. Đại khái là mấy vị nắm hết rồi. Thì đại khái vậy. Thành ra luôn luôn tôi giảng cái gì tôi cũng phải trở về cái cốt lõi. Quý vị không nắm được cái cốt lõi, quý vị không biết cách trở về. Cái đó là cái sở trường của tôi. Thì thôi là quý vị từ nay nắm được, quý vị cố gắng trở về đó. Nhưng mà tôi thấy là tôi thỏa mãn. Cái pháp hội mà hiểu được giữa tư tưởng và bát nhã, nó giống nhau làm sao, nó khác nhau làm sao, tôi thấy Thiện Khánh hay ở chỗ đó. Tôi thì thường thường dùng có một chữ, ổng đợi tương tự. Mà tương đương. Thật ra nó không phải tương đơn, mà nó cũng phải không phải tương tự, nó giống giống. Tương đương là bằng. Mà tứ thiền sắc giới mà tương đương với bất lai thì không được. Tứ thường đắc giới làm sao bằng bất lai? Mà nó khác với bất lai thì cũng khó, nó giống hệt. Tương tự như bất lai. Tôi thường dùng chữ tương tự thôi, ổng thêm cái tương đương. Nghĩa là tứ thiền sắc giới mà qua cái thánh quả là có thể đắc quả bất lai. Không biết ông có giảng rõ không thì tôi không biết. Nhưng mà đề vậy tôi thấy nó cũng có cái hay. Tôi đại khái là như vậy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh 66. Rồi sau đó tôi sẽ giảng câu thứ nhất. Ở sau cái bài này có 10 câu hỏi. Thì mỗi câu hỏi quý vị phải tự làm lấy. Nếu nhờ người khác sửa thì sửa, nhưng mà phải học thuộc lòng. Và từ nay không có bữa bối nữa, và phải ra trước pháp hội này trả bài. Rồi tôi không có kêu sớm đâu, tôi kêu những người giỏi trước thì mấy người đó dư sức làm thôi. Tức là có chừng 2 mấy vị thôi. Bên nữ thì ở đông, bên nam thì cũng 8, 9, 10 vị vậy đó. Bên nữ thì đông à, 20-30 lắm. Còn mấy người mới thì nghe đó. Rồi tôi sẽ điểm danh một số có đủ khả năng để dẫn chúng, tức là xuất sư bên tiên, cái xuất sư đó là có thể hướng dẫn giúp đỡ người khác được.
Còn mấy người kia thôi, mình mà đuôi mà dẫn mấy người mù thì lại kẹt. Tức là ít nhất mình cũng phải mắt sáng, còn tệ lắm là cũng phải chột một mắt thì được, thấy là không rõ lắm, có một mắt thôi thì dẫn mấy người đuôi thì được. Còn mấy người mù mà dẫn đuôi thì chết mù luôn, hai người đụng cột tùm lum, té tùm lum hết, thấy không? Thì sau này tôi sẽ kể câu chuyện năm người mù mà rời voi đó, quý vị mới thấy là đạo Phật có nhiều cái thí dụ tức cười lắm, nó hay vô cùng. Nhưng mà thì giờ đây chúng ta quá ít, bây giờ chúng ta đem cái bài kinh Xá Xá lên để cùng coi, rồi quý vị về. Vì tôi in rất là đơn giản chi vậy, quý vị muốn làm cái bìa đó nó thôi không có làm. Thì quý vị con người bây giờ lười biếng lắm, tôi phải nói không phải là quý vị lười biếng, chính tôi cũng lười biếng. Hồi xưa tôi rất là siêng, rất là tinh tấn. Là tại sao vậy? Tại vì cái khí hậu bây giờ nó khác hồi thời xưa. Hồi xưa tôi ngồi xuống là tôi nhập định liền. Bây giờ ngồi có buổi 15 phút nửa tiếng mà cũng chưa nhập được. Có nhập ngũ thiền thì có, ngồi xuống là muốn gục rồi. Còn hồi xưa không có cái dụng đó. Hồi xưa ăn uống đồ rất là không bao giờ để hóa học. Đồ là thiên nhiên không, không khí rất là tốt. Còn bây giờ không được cái vụ đó đâu. Hồi xưa là ít có khoa học, không có điện. Như tôi nhớ ở Trà Vinh đây hồi năm xuất gia năm 66, không có điện, không có nước. Nước là nước không tên đó, là chỉ nước giếng thôi. Có cái hồ đó là hồ cũ hồi xưa đó 750 rồi. Vô đây có hai ba sư dư sức xài. Mà chừng 5 giờ chiều là Phật tử chạy về hết. Vì có cái nghĩa nhị tỳ bên đây giờ là cái trường học đó. Ở đó ma dữ lắm. Thì có mấy ông khất sĩ là không sợ ma đâu. Phật sự sợ ma thấy mùi. Ở chậm một chút là ma nó nhát. Còn bên đây đó là cái nhị tỳ chùa Phước Hòa. Còn bên đây là cái nghĩa địa tịnh độ. Không có cái lõm ở đây với chùa Bà Sáu. Tức là Liên Thanh bây giờ là có hai cái chùa thôi. Còn chung quanh không có một cái nhà nào hết. Hoàn toàn là nghĩa địa không. Trước đây là nhị tỳ Quảng Đông, bên đây là nghĩa địa của chùa Phước Hòa, bên đây là nghĩa địa của tịnh độ. Trước là đây, còn phía sau bên bển cũng là nghĩa địa nữa. Ma là ma. Thì Phật tử rất sợ. Mà tôi hồi đó tôi cũng sợ à. Nhưng đi hành đạo rồi thì tôi mới hết sợ. Tôi cũng bị đè ba bốn lần á. Nhất là Vĩnh Long. Vĩnh Long là ma dữ lắm. Mấy ngàn cái mã mà. Thì thôi tôi nói sơ quý vị biết. Là khi quý vị đã làm quen đi sâu vào thiền định rồi thì quý vị thấy ma cũng như người ta thôi, không có khác gì hết. Bắt quái là nó không có cái thể xác, nó có cái thân trung ấm, nó chưa có đi đầu thai thôi. Thì quý vị nói chuyện với nó cũng như nói chuyện với mấy người kia, mấy người khác thôi. Mình nhất là mình giữ giới thanh tịnh thì mình không có sợ ma nó bắt biết mình giữ giới hay không. Nó hay chỗ đó, bị nó không có xác thân, thành ra cái tư tưởng nó rất là yên lặng, nó có thể biết cái tâm mình như thế nào. Mà nếu cái tâm mình thật sự tu, mình đâu có sợ gì nó, sợ nó mà nó lợi kính mình, nó lợi kính mình. Thành ra tôi có cái câu là ma bắt coi mặt người ta, cái mặt bơ bơ như quý vị mà phạm giới này kia rồi thì nó bắt thôi, vì mình cũng là ma. Còn nếu tôi là cõi trời đó, chắc tôi không phải Phật, tức là cõi trời rồi, thì mấy cái phần mà kêu mà bói khoa Phật tử đi bói nói sư là ông tiên chứ không phải là trời. Mà thiệt cái căn trời đâu chắc là tiên. Bích Ngọc Trì Trung mà khai Bạch Liên thôi đó, đó nữa thì đó là kể sao. Bây giờ chúng ta cầm cái bài kinh Xá Xá lên. Thì quý vị phần coi phần thứ hai ha, trình bày bài kinh 66, tức là 36 pháp. Thì do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là tọa, do duyên tọa là ái, đó là theo chiều ngang. Còn chiều xuống là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn. Thì quý vị coi trong xác thân mình nha, không có ngoài xác thân đâu, coi trong này do xác thân mình. Rồi khi mình sống thì sống với xác thân này và tiếp xúc với sự vật bên ngoài. Quý vị nên nhớ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp
thì tôi đã giảng rồi, đó là vật lý. Nào, sắc cũng như là quý vị thấy cỏ cây người ta, trâu bò lưu giày dép, đó là sắc trần. Còn thinh trần đó là tiếng chim, tiếng gà gáy, tiếng người ta nói, tiếng radio, tất cả những cái tiếng trống, tiếng chuông, thì đó là thinh trần. Còn hương là mùi thơm, mùi dầu thơm, mùi nhang, tất cả cái mùi của con người đó, thì mùi thơm, mùi thúi đều là hương trần. Còn vị trần là chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng, tiếp xúc với cái lưỡi. Còn xúc trần là tiếp xúc với sắc thân. Còn pháp trần hồi xưa về nó khó nhất là cái pháp trần mà ông Thiện Cánh Tường thắc mắc. Cái pháp trần của bốn đường ác nó khác, còn pháp trần của người trời dục giới nó khác, còn pháp trần của sắc giới sơ nhị tam thiền nó khác, còn pháp trần của tứ thiền nó khác. Nữa rồi chúng ta bữa nay chúng ta đi sâu vào đó thì kỳ tới còn thì giờ tôi giảng nữa. Bữa nay chúng ta sẽ trả lời ba cái bài của ba phương diện của tư tưởng và bát nhã một lần hoặc thêm một lần nữa rồi chúng ta ngưng, chúng ta tạm dừng đó, chúng ta bắt đầu trả bài kinh 66 này. Tức là quý vị còn cả một hai tuần nữa quý vị bắt đầu mới trả, mà trả thì dễ thôi, mới đầu bài kinh 66 này ai cũng có thể trả được, nhưng mà phải thuộc lòng để rồi mình có thể nghiền ngẫm nó khi mình ngồi thiền. Và tôi đã từng năn nỉ quý vị đó, nếu quý vị thật sự tha thiết muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, muốn giải thoát ngay trong kiếp này, thì quý vị phải để thì giờ thiền định vậy. Còn quý vị nói con có thì giờ thôi, tôi đầu hàng thôi, con bị tại gì bởi thì thôi, tôi không nói chuyện với những người đó được. Còn nói con vẫn có thể sắp xếp, không một tiếng thì con nửa tiếng, không nửa tiếng thì con 15 phút. Rồi khi hoàn cảnh thuận tiện con tăng lên nửa tiếng 15 phút thì không ngồi được cái gì. Nhưng mà kiến ta lâu đầy ổ, nước chảy thì đã mòn. Chúng ta làm cái gì cho bền, mặc dầu nó ít và lần lần nó kết tụ thành khối to, chúng ta thấy con kiến mà nó to cái hột gạo có chút xíu, có nửa hột, mà chúng ta thấy một ngày tới chiều một đống, thì chúng ta tập như con kiến phải bền thì cái gì cũng làm được hết trơn. Chúng ta thấy ngu công dọn núi cũng vậy, ông già đã 80 tuổi mà còn dám ra đục núi đó, cho nó có con đường đi ngang qua núi, thì chúng ta thấy cái việc làm nó dễ tức cười nhưng mà rất hay. Con người phải có ý chí như vậy để quý vị nên nhớ. Thì cái chủ pháp trần này đó, thì sắc thinh hương vị xúc đó là do mắt tai mũi lưỡi thân. Ở đây chúng ta chia làm hai, chúng ta để ý mắt tai mũi lưỡi thân thì nằm trên cái đầu. Chúng ta để ý trong người mình có phải hai mắt nằm ở đâu? Nằm ở trên cái đầu. Hai cái lỗ tai cũng nằm trên cái đầu, hai cái lỗ mũi cũng nằm trên cái đầu, cái miệng cũng nằm trên cái đầu. Tức là tất cả đều nằm trên cái sắc thân này. Sắc thân này gồm có đầu, mình và tay chân. Lúc chúng ta học là lúc một đó hai đó. Con người có ba thân, đầu, mình và tay chân. Thì trong đó cái đầu là quan trọng hơn hết, tôi đã giảng quý vị rồi. Rồi tới mình, rồi tay chân. Quý vị chặt cái tay, chặt cái chân, quý vị vẫn còn sống. Quý vị thẻo cái mình, một vài cục thịt hay là cái gan hay cái phổi, quý vị vẫn còn sống. Nhưng quý vị chặt cái đầu rồi chết lập tức. Thành ra trong con người mình bây giờ ta quan trọng nhất là cái đầu. Thành ra quý vị mà chạy xe là phải đội mũ bảo hiểm. Để chi vậy? Bảo vệ cái đầu. Khi có té xuống đất xe nó đụng rồi, cái mũ này nó bảo vệ cái đầu mình đừng cho hư. Rồi sau quý vị phải nghiên cứu sâu nữa, cái đầu này đó nó có dây thần kinh là cái chỉ huy năm dây thần kinh mắt tai mũi lưỡi thân, nó đều đưa lên cái đầu. Rồi cái tư tưởng mới mượn cái dây thần kinh đầu để phát hiện ra tư tưởng. Còn nay dâm dây thần kinh mắt tai mũi lưỡi không có phân biệt được, nó chỉ cho cái cảm giác thôi. Rồi phân biệt cảm giác dễ chịu khó chịu, kêu là lạc thọ khổ thọ, dửng dưng đó là do tư tưởng, mà tư tưởng nó vi tế hơn cảm giác, nó không thể mượn dây thần kinh thô tháo đó.
mà nó mượn dây thần kinh của óc của cái đầu. Theo quý vị phải ngồi suy gẫm ở trong mình chứ không có đâu hết á. Tôi là tôi thấy cái gì rất hay, thành ra tôi mới nhờ bác sĩ Giao đưa tôi một mớ về thần kinh của bên khoa học đó, thì cổ mới gửi tôi một quyển đó, đó dây thần kinh không. Tôi coi là tôi nhức đầu, nhưng mà nhờ tôi có duy thức, bây giờ tôi bệnh dữ lắm, thành ra tôi không thể mà như hồi xưa. Chứ hồi xưa là tôi đi sâu ạ, nhưng mà tôi cũng nắm được cái gốc. Thì tôi thấy cái hay đó là dây thần kinh mắt, thường thường nó có hai cái thần kinh. Thần kinh của ý căn, tức là chúng ta kêu là ý thức đấy, cái đầu ạ. Cái đầu nó có thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là chúng ta kêu là ngũ câu ý thức. Thì quý vị nào ấy thì biết, thì ngũ câu ý thức là có năm dây thần kinh: là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nó đưa lên cái óc, thì cái óc dây thần kinh này mới có cái cảm giác dễ chịu khó, mới là có sự phân biệt cái cảm giác này. Thì cái đó là ngũ câu ý thức. Còn khi về rồi chúng ta không có ngũ câu ý thức này đó, thì độc đầu ý thức nó mượn cái ngũ câu nó làm việc. Rồi tới qua mà cái cõi trời vô sắc rồi, nó không có cần những cái đó nữa, nó sẽ dùng cái dây thần kinh ở trên cái lõm đầu mà đạo Phật kêu là Mâu Ni, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà bên tiên đó kêu là Quyệt Bách Hội, tức là hội tụ trăm quyệt ở trên đó. Mà bên tiên mà tu tiên rồi còn kêu là Thượng Đình, thấy không? Hạ Đơn Điền, Trung Đơn Điền, Thượng Đơn Điền, cái đó là cái chỗ xuất thành. Thành ra những vị thánh nhân đó khi chết rồi họ còn cái đỉnh đầu còn nóng chót, tức là nhập lưu nhất vãng lai bất lai a la hán mới được cái đỉnh đầu nóng. Còn người trời là không đạt được cái chỗ đó, giỏi lắm là cái trán nóng, thì đó là cõi trời vô sắc. Còn thấp nữa là cái mặt nóng dưới cái trán đó, cái mặt nóng là cõi trời sắc giới. Còn cái ngực nóng là cõi người, tức là hạ phẩm hạ sanh. Còn cái mặt nóng là hạ phẩm trung sanh, cái trán nóng là hạ phẩm thượng sanh. Còn cái đỉnh đầu đó thuộc về thánh nhân. Thành ra trong di thức nói là đảnh thánh, trên đỉnh đầu là bậc thánh. Nhãn sanh thiên là cái trán này là sanh cõi trời. Trán là cõi trời vô sắc, mà cái mặt là cõi trời sắc giới. Nhân tâm, người ta thì ở cái ngực, ở cái tim, nhân tâm. Ngạ quỷ phúc, ngạ quỷ thì ở cái phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh túc hạ hành, bàn sanh là loài thú, thì ở hai cái bàn chân, hai bươi, hai bươn chải để cày kiếm tiền nuôi gia đình. Địa ngục khước đề xuất, địa ngục thì chải ở dưới cái bàn chân nóng nhất, là cái thứ phản phúc. Đánh cha, đánh mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm mình Phật ra máu, đó là ở cái bàn chân. Thôi đại khái là như vậy, nghe không? Thành ra quý vị tôi giảng, thì tới tôi giảng nữa. Mỗi ngày tôi giảng một khía cạnh, rồi quý vị nhớ, quý vị nghiền ngẫm thập trở về, nó dễ là nó nằm trong tâm thân mình, mà nó khó là nó quá chi tiết. Quý vị ngồi thiền cho yên lặng, quý vị sẽ thầm hội nó, thì quý vị cao hơn khoa học. Còn khoa học không biết cái đỉnh đầu đó phải dùng cái CT, bây giờ kêu CT, mà rõ hơn nữa kêu là MRI vậy đó. Thì tôi có làm qua hai cái đó hết, thấy không? Thì nó sẽ CT cái đầu, bởi vì nó có cái ống tròn, nó đút cái đầu vô đó, nó CT mình, nó chụp coi cái chỗ địa phận nào bị đau, mà không rành nữa, mà nó chẻ ra từ khúc, kêu là MRI. Còn quý vị ngồi thiền mà khi đi vào tam thiền, tứ thiền đó, quý vị sẽ thấy được bằng cái hào quang của mình. Thì cái đó kêu là cõi trời sắc giới. Tôi cũng chưa đạt tới đó đâu, tôi đó không biết cái dụng đó. Tôi có nhập vô đó nhưng mà không có lâu, phải lâu quá chúng ta mới tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào đó, chúng ta sẽ thấy những cái dây thần kinh đó bằng con mắt thiên nhãn.
Còn khoa học nó bằng con mắt nhục nhãn, tức là phải dùng bủ bối mới thấy được con người mình. Tôi xong rồi đó, tôi 45 phút rồi đó. Thì tôi nói giảng là tôi phải giảng kỹ, mà giảng kỹ thì nó mất giờ. Thôi kệ, mỗi ngày mình chút chút, thấy không? Quý vị về nhớ cho kỹ nha, trở về với con người mình. Thì tôi đã nói đó, thí dụ là thần kinh của mắt đó, thì nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó nằm cái chõm chung quanh này. Thì con mắt thường thường là ở trước đây, còn cái lỗ tai đó thì nó ở đây, mà nó ăn luôn cũng trên đầu này, cái lỗ mũi cũng trên đầu này, cái lưỡi cũng trên đầu này, cái thân cũng trên đầu nằm dòm này. Tôi thấy khoa học nó đề, bác sĩ giao đưa tôi thì thấy hay. Còn thần kinh của cái tư tưởng đó, nó nằm ở trên cái lõm này, kêu là đại não. Còn ở dưới này cái vòng tròn nó kêu là tiểu não. Thì tiểu não theo duy thức đó là cõi trời sắc giới, còn đại não là cõi trời vô sắc. Đây là tổng hành dinh của tất cả tư tưởng. Cái chỗ này là quan trọng hơn hết, mà chúng ta kêu là nhũng não, mất cái phân biệt. Còn cái đây đó là mất cái cảm giác. Chúng ta thấy có nhiều người té xe đó, mà nếu ngay cái thần kinh tiểu não của con mắt thì con mắt sẽ mờ hoặc là đuôi con mắt luôn, nó đứt dây thần kinh thị giác. Chúng ta thấy có nhiều người không té xe mà đứt dây thần kinh thị giác thì con mắt không thấy. Có nhiều người con mắt bệnh ở ngoài thì nhỏ thuốc nhỏ mắt, rác nó vô nhỏ lấy ra hết, thì cái đó là phù trần căng, cái đau của trồng đen. Còn có người đau mà dây thần kinh thị giác rồi đó thì nó nhức nhối chịu không nổi. Có người hai con mắt còn tốt nhưng mà đứt thầy dây thần kinh thị giác cũng không thấy, kêu mù. Thành ra cái dây thần kinh quan trọng hơn là phù trần căng. Con mắt không quan trọng mà dây thần kinh quan trọng hơn. Cũng như xác thân chúng ta, khi chúng ta phỏng đó thì phỏng cái thân bên ngoài thì 5-10 ngày nó cũng đau vậy, nhưng mà đau ít. Còn khi mà quý vị đứt dây thần kinh xúc giác nửa thân rồi thì không có cử động được, chích thuốc vô cũng không biết đau. Thì có người nó không biết đau sướng hơn chứ sư. Chúng ta tôi hỏi vậy đó, bà chịu không? Bây giờ bán thân bất tội bà chịu không? Chích vô không biết đau. Còn mà cái dây thần kinh còn chích vô nó còn đau. Thí dụ mình phỏng đi mình biết đau, mà khi hết phỏng là trở lại. Thành ra cái phù trần căng nó dễ trị, còn cái tịnh sắc căng nó khó trị. Cũng như mình chích gân, nó phù một cái là 3-4 bữa nó cũng còn đau. Chỉ kỳ ra phải lấn nước làm sao rồi mà nó phỏng cái thân nó thì 3-4 bữa nó hết rồi, nó cũng đau vậy, mà không có đau bằng dây thần kinh. Thì chúng ta phải để ý trong con người mình, thì cái tịnh sắc căng là nó dữ hơn, nó là quan trọng hơn phù trần căng. Nếu tịnh sắc căng hư rồi thì phù trần căng hư theo. Còn phù trần căng hư, tịnh sắc căng vẫn còn. Thành ra chúng ta để ý khi mình chết rồi đã phù trần căng chết liền, nhưng mà tịnh sắc căng vẫn còn. Quý vị chích vô những cái dây gân vẫn còn đau giật. Còn cái nhũng não nó khác, 5 dây thần kinh vẫn còn. Quý vị dây thần kinh xúc giác, thị giác, thính giác vẫn còn nhất, nhưng mà phân biệt không được nữa. Cái đỉnh đầu này đã tiêu rồi, tức là đứt dây thần kinh trung khu của tư tưởng. Thì sao tôi giảng lại, nếu đi sâu rồi quý vị để ý ngồi ngẫm ở trong người mình. Nếu quý vị mà thấy được cái dây thần kinh này thì quý vị về cõi trời vô sắc. Cõi trời vô sắc không có dùng 5 dây thần kinh nữa, không dùng con mắt tai mũi lưỡi nữa, mà chỉ dùng cái đỉnh đầu thôi. Thành ra cõi đó không có thân ngoài, không có thân trong. Đời tới hư không vô biên, thức vô biên là không cần thân bên ngoài, không cần thân bên trong, không cần cái đỉnh đầu nữa. Vậy thì lấy cái gì làm căn? Cái đó là câu hỏi của cô nào hỏi, ông viết giấy vô hỏi đó. Thì tôi tính gặp Bồ Tát đó, nhưng mà bị vô danh. Vô danh mà vũ danh mà vẫn vô danh dài dài. Thì tôi thấy Bồ Tát rồi tôi ngán rồi, tôi không không cho gặp thì thôi.
Tôi gặp thì tôi coi cái trình độ cỡ nào tôi mới giảng. Cái này không thể giảng dễ dàng được. Thành ra có người hỏi là vậy chứ, mặt nạ có phù trần căn, có tỉnh sắc căn không? Cái này khó à. Tôi cố gắng mà tôi hỏi của còn thế giới đó. Chúng ta không để ý mặt nạ là cái gì, phù trần là cái gì, tỉnh sắc là cái gì, chúng ta phải nắm cho vững. Thì tôi sẽ hỏi quý vị qua bài kinh sớp sáu này, tôi sẽ giảng trong đó, nhưng mà tôi nói phớt tôi không nói thẳng đâu. Rồi quý vị phải lựa chọn để trả lời câu hỏi tôi. Tôi có mấy gạo cội sao? Rồi bạch sư, con mắt, cái tai, mũi, lưỡi đều có ba căn, có căn, có trần, có thức. Vậy thì mặt na có căn, có trần, có thức không? Mặt na lấy gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy gì làm thức? Câu hỏi rất hay. Nhưng mà người hỏi biết trình độ có nào, tôi muốn gặp cái người đó tôi trao đổi. Người tôi hỏi sâu vào đó, dí sâu vào đó, coi người này hiểu như thế nào thì tôi mới giảng. Chứ cái bài dở lúc 12 mà đem giảng vô lúc mẫu giáo lớp 1 thì chết tôi. Mà người nghe là nhiều khi mình hỏi về cái tánh hiếu kỳ, tôi không chịu mấy người đó. Thành ra đa số xuống gặp tôi là vì cái tánh hiếu kỳ. Rồi tôi nói hai ba cái rồi thôi, tôi nói lớn lớn rồi tôi đuổi ra thôi. Khi hỏi là câu hỏi cao, mình phải trình độ tương ứng. Chứ mình lúc mẫu giáo 1, 2 mình nghe những người ta kêu suối mình đi hỏi rồi cái giảng mình chả biết cái gì hết.